Ơi, đây là sản phẩm của sau 30 phút chưa nhỉ? Mình nướng được 30 phút chưa nhỉ? Chưa. Sau 20 phút nướng này. Ôi giời ơi. Nghiệm thu, nghiệm thu. Này. 20 phút nướng, nghiệm thu hộ cái. Đấy, nó băm chặt cái cổ ra. Xem món tiết canh của mấy ông này này. Ông lọc ít nướng. Chân tay. Xem con vịt này xong 30. Sao đen đi. Không phải đen đâu em ơi. Điên cố à? Sau 20 phút của chúng tôi đấy. Ai già, bếp nửa dã chiến. Cho nó chín phao câu. Hai đầu bếp chuyên nghiệp. Ôi, đen à? Đen quá, quá đi. Không sao đâu. Mình không chuyên nướng được cái này là giỏi lắm rồi. Đây rồi. Phao câu béo mũm mĩm. Trình độ nướng không chuyên nên nó chỉ là cái này thôi. Cái này nó không chặt nơi. Bếp dã chiến làm từ mẹ chuối. Mấy ông này bơm băm gì mà băm kêu thế. Ba nhà ba đây. Hấp dẫn nhỉ, nhìn món này hấp dẫn nhỉ. Đây, món này hơi hấp dẫn này. Ôi, ra đi. Cháy rồi kia này, bỏ đi.